Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một video về cách nấu một bữa cơm gia đình rất chi là đơn giản nha. Bữa cơm này mình có chỉ khoảng 50.000 đồng các bạn nhé. Thịt mình mua 25.000 tiền thịt, 5.000 tiền đậu là 30.000. Mớ rau cải này thì mình mua 3.000 ạ. Mì hành nữa, cứ cho là 5.000 đi. Mì trứng 3 quả trứng này hết 7.000 nữa các bạn ạ. Và mình kho với một ít cá nữa, mình lấy khoảng độ 10.000 tiền cá nữa. Khoảng bữa cơm này chỉ tầm 50.000 các bạn nhé. Trước tiên thì thịt thì mình sẽ thái để mình rang, đậu mình rán, trứng mình tráng nhé, và rau cải mình luộc lên, và cá mình kho sẵn rồi ạ. Thì mình bây giờ mình sẽ làm thịt, các bạn rửa sạch cho mình để ráo, và đậu mình cũng rửa sạch ráo. Mình làm bữa cơm này rất chi đơn giản mà lại vẫn đầy đủ dinh dưỡng các bạn nhé. Xắt cái phần đậu ra để mình thái ạ, mình dán nó lên. Thịt mình thái mình rang mặn lên nhé. Hành mình thái lên nhé. Các bạn cho một cái tô để mình đặt cái phần trứng ra nhé. Trứng thì các bạn sẽ cho mình vào đây một chút bột canh này, chút hạt tiêu nhé, để mình tráng phần trứng này cho nó thơm, một chút mắm. Và để trứng không bị khô, các bạn cho mình một ít nước nữa. Và các bạn cho mình phần hành lá vào nhé. Phần trứng này thì mình sẽ đánh tan lên nhé. Rau cải mình nhặt ra để mình luộc các bạn nhé. Đây các bạn, là khi mình nhặt rau xong rồi, bây giờ mình sẽ rửa nhé. Các bạn cho mình cái chảo lên bếp để mình tắm phần đậu lên nhé. Phần mỡ heo mà mình rán hôm trước. Khi đậu, khi dầu mỡ vàng lên thì mình sẽ rán đậu. Đậu mình rán vàng thì là mình cho ra đĩa các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho thịt vào để mình rang lên. Thịt các bạn là rang mặn lên cho mình. Khi thịt mình rang nó đã vàng cháy cạnh như thế này rồi nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho mình gia vị vào. Mình cho vào đây một canh ạ. Chút hạt tiêu nhé. Vì phần thịt này nó khô, các bạn cho mình một xíu nước vào để cho nó tan cái
cái phần hạt cay và hạt tiêu cho nó vào miếng thịt. Nhưng mà thịt ba chỉ thì các bạn là nó sẽ có mỡ nhiều, nhưng mà thịt này thì nó là thịt vai, phần vai này nó ít mỡ. Mình cho thêm một chút mắm nữa thôi. Có chút mắm vào cho nó thơm nữa. Bây giờ mình sẽ cho phần hành vào nhé. Đấy, như vậy là mình đã xong món thịt rang mặn rồi các bạn nhé. Các bạn là đun cho mình một nồi nước sôi nhé, để mình luộc phần rau cải nhé. Và để cho rau xanh thì các bạn sẽ cho mình vài hạt muối vào. Khi nồi nước sôi nhé thì các bạn sẽ cho mình phần rau cải vào. Đây các bạn, khi nồi canh rau cải của mình nhá sôi, và các bạn nhớ là mở vung ra, mình không đậy vung nhá. Chỉ cần sôi khoảng 3 phút thôi là cái phần rau cải này sẽ chín ạ. Khi rau cải được rồi các bạn nhé, mình sẽ vớt ra đĩa ạ. Các bạn cho mình chảo dầu lên bếp nhé, để mình tráng cái phần trứng này, trứng rồi các bạn đánh ngại lên để cho nó tan ra nhé. Thì các bạn, khi phần trứng mình là như thế này là được rồi nhé, mình sẽ cắt cái phần trứng thành từng miếng ra và mình cho ra đĩa nhé. Để bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng thì mình có cả cá kho tổ các bạn ạ, cá kho niêu đất đấy ạ. Và khi phần cá này thì mình cũng tính khoảng 10.000 một đĩa cá này thôi các bạn nhé, cá rô đồng ạ. Mình mua 10.000 ba lạng cá rô này để về mình kho đấy ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành xong mâm cơm cho gia đình nhà mình ăn nhé. Với cách làm này rất chi là đơn giản mà lại dễ làm dễ ăn. Một món ăn thì này, ở giữa thì thường là chúng ta hãy cho những bát mắm vào các bạn nhé. Các bạn có thể chấm mắm chấm tỏi ớt, hoặc là nếu mà nhà có con nhỏ thì chúng ta không chấm mắm tỏi ớt là mình đã xong rồi. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong một mâm cơm nhé. Rất chi là đơn giản mà lại ngon như thế này. Với bữa cơm gia đình của miền quê nhà mình, rau thì lúc nào mình cũng có. Đậu, thịt mình rang mặn nhé để mình ăn với nước luộc. Đậu rang chấm mắm, trứng giặt tráng nhé, và cá kho với nước luộc các bạn ạ. Và bây giờ mình đơm một bát cơm trắng lên nữa là mình đã xong một mâm cơm cho gia đình nhà mình thưởng thức ạ. Đây các bạn, bữa cơm gia đình của mình hoàn thiện rồi ạ. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn, một bữa cơm gia đình đơn giản, đầy đủ dinh dưỡng mà lại ngon nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thịt rang này, đậu rán này, nước luộc này, trứng tráng với cá kho nhé. Video cá kho, đậu cá đồng, rô đồng kho mình cũng có video hướng dẫn các bạn rồi đấy ạ.
và với rau luộc như thế này. Bữa cơm này của mình chỉ vẻn vẹn khoảng 50.000 thôi ạ.